con cái sẽ là người quyết định cuối cùng về việc là bạn ấy sẽ có thái độ học tập như thế nào bạn ấy sẽ nỗ lực như thế nào bố mẹ sẽ có là người quyết định về mặt ngân quỹ nhưng hãy đừng đưa ra một cái chỉ tiêu duy nhất là không cần biết con học có vui không có hạnh phúc không mà chỉ quan tâm đến chuyện là làm được bao nhiêu lương sau khi ra trường và sau bao nhiêu năm thì đấy và vốn nếu mà mình chỉ nhìn vào cái đầu ra đấy thôi mà bỏ qua tất cả những cái yếu tố trong cả cái hành trình đấy thì rất dễ tạo cho con cái một cái áp lực và dễ lựa chọn sai khi ở việt nam á thì nếu mà làm bài kiểm tra thì càng giống sách càng tốt Lúc đấy thì ở bên UK mà nói càng mở rộng ra ngoài cái cuốn sách giáo khoa chính của chúng ta càng tốt Ngay trong chính một trường thôi các bạn sẽ thấy là có một lớp sinh viên mới vào học trong một cái ngành Mà nó có thể đe dọa đến chính công việc của những bạn đang học một cái mô khác Hãy có một cái bộ lọc cho bản thân xem là mình ưu tiên điều gì Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Người trong môn nghề Và đây là tập uh rất đặc biệt đó là tập đầu tiên của năm 2024 và mình cũng rất là vui mừng vì uh, hôm nay thì trong tập podcast này thì mình được giới thiệu với tất cả các bạn uh, studio mới một cái bối cảnh mới mà Spy Room trong năm vừa qua cuối năm đã xây dựng để mình có thể đem đến những câu chuyện trong một không gian âm cúng và có nhiều cảm xúc hơn rất vui ở đây là hôm nay mình được mời một khách mời cũng là một đối tác của Spyroom đồng hành trong suốt năm vừa rồi và em hy vọng là cả trong thời gian sắp tới nữa đó là anh Nguyễn Thanh Vân hiện giờ anh Vân đang là Country Head của AACC là một tập đoàn giáo dục global hiện giờ anh đang là Country Head ở Việt Nam đồng thời anh cũng là một du học sinh rất là nhiều những cái điểm chung giữa anh em mình và em hy vọng là trong ngày buổi hôm nay thì em sẽ có dịp trò chuyện với anh Vân về chủ đề du học này về chủ đề học tập là những chủ đề mà em nghĩ là đầu xuân năm mới chắc chắn là các bạn sẽ có rất là nhiều mối quan tâm và mong muốn để định hướng và tìm ra cho mình một con đường gọi là tốt nhất trước khi mình bắt đầu thì em không biết là anh vân có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân uh, cho các bạn khán thính giả người trong môn nghề được biết không ạ chào các bạn cảm ơn việt anh đã có vài lời giới thiệu về anh và cũng cảm ơn spider room cho anh có cơ hội được nói chuyện với các bạn trong một dịp rất đặc biệt vừa là đầu năm mới 2024 vừa là À, một cái số mà chúng ta ngồi trong cái uh, studio mới Cái Spider Room à, Đẹp hơn cái studio cũ rất là nhiều đúng không? Anh cũng đã có <laughs> quay podcast uh, Ở trong studio cũ rồi Về bản thân thì uh, Như Việt Anh đã giới thiệu Anh đang là country head Tại uh, Việt Nam của ACC ACC thì um, Hiện nay có hơn 50 văn phòng trên toàn thế giới Với hơn 1.100 nhân sự Cũng có lịch sử phát triển được 14-15 năm rồi Và trong những năm vừa qua Thì ACC tự hào đã hỗ trợ thành công gần 80.000 bạn sinh viên toàn cầu ừ. nhập học tại các trường đại học rất là có uy tín trên thế giới tại các quốc gia như là Vương quốc Anh này, Australia, Canada, Mỹ, New Zealand và một số nước châu Âu. Về bản thân anh ấy, thì như Việt Anh giới thiệu thì anh cũng là một cựu du học sinh Vương quốc Anh khoảng hơn 10 năm trước đây. Anh thì là một cựu du học sinh thạc sĩ marketing và sau đó thì cũng bén duyên với ngành du học và hiện nay anh cũng làm trong mảng tư vấn giáo dục quốc tế được khoảng 10 năm rồi Nói về câu chuyện du học, bén duyên với mảng du học Thì có phải là ngay từ khi mà anh học xong thì cái duyên đấy nó đã bắt đầu bén luôn không? Hay là trước đấy nó có những cái sự kiện gì? Nó... Nếu mà nói về uh, hành trình của bản thân trong cái ngành này Thì đúng là uh, thực sự việc anh dùng từ duyên thì anh thấy cảm giác rất là đúng Nó đúng với suy nghĩ của anh Và nó cũng đúng với cái mà anh luôn trả lời cho bất cứ ai hỏi anh là tại sao anh lại làm ngành giáo dục. Vâng. Thì uh, bởi vì anh thì khi mà học đại học á thì anh học đại học trong nước thôi, học ngoại thương. Thì thời gian đó thì uh, anh cũng có thích thú với marketing rồi và cũng làm nhiều dự án truyền thông bên ngoài cũng như là làm rất là nhiều sự kiện trong trường học. Thì lúc vâng. đấy với cái độ tuổi 18, 20 tuổi. Uh, trẻ trước kia thì mơ ước lúc đấy là làm marketing trong một tập đoàn FMCG hoặc ừ. là ô tô xe máy. Nhưng mà sau đó cũng đi du học ngành marketing. À, sau 2 năm sau khi ra trường thì cũng du học ngành marketing. Có lẽ cái duyên nó bắt đầu từ việc là sau khi trở về Việt Nam, anh bắt đầu uh, hoạt động như là một uh, student ambassador đại sứ cựu sinh viên ừ. của trường bốn 1 thì uh, cũng bắt đầu là giúp trường uh, tạo ra các hoạt động cho các bạn alumni ở Việt Nam rồi cũng bắt đầu giúp đỡ trường support trường đi uh, dự những cái hội thảo du học, triển lãm du học, uh, bắt đầu tư vấn cho các bạn học sinh sinh viên mà có cái ý định là sang trường mà anh học ở bên UK là Bournemouth University. Vâng. Thì sau một thời gian thì đến 2015 là anh bắt đầu chính thức trở thành một người đại diện trường uh, bắt đầu từ khu vực Việt Nam và sau đấy thì 2016 anh bắt đầu uh, hỗ trợ các bạn sinh viên Thái Lan Indonesia uh, Myanmar và sau này nữa là cả Đài Loan và Hàn Quốc thì đưa đến một trải nghiệm rất là thú vị bởi vì là mình được tiếp xúc với nhiều chân dung học sinh sinh viên và người đi làm trẻ ở nhiều quốc gia chứ không chỉ Việt Nam thì cách đây uh, hơn một năm thì anh bắt đầu chuyển từ uh, trường đại học sang làm cho một công ty tư vấn du học là ACC thì nói vui anh cứ hay nói vui với mọi người là nếu mà mọi người gọi là so sánh nó với ngành quảng cáo đi thì giống như là anh từ client này chuyển qua agency, agency. vậy đó. đó thì đấy là cái hành trình một cái duyên nữa nó hơi mang tính chất cá nhân đấy là gia đình anh thì từ ông bà đã là nhà giáo rồi cho đến bố mẹ thì tuy thì mình cũng không có khả năng sư phạm như, như như cha mẹ mình để mà đứng lớp nhưng mà cuối cùng thì cũng có cái duyên được làm ngành giáo dục theo một cái khía cạnh khác rất là hay có vẻ như là cái lựa chọn về ngành du học này của anh như anh cũng có chia sẻ là nó sẽ có rất là nhiều thứ để dẫn mình đến cái cái ừ. hành trình bây giờ ừ. mà em nghĩ là cái gốc đầu tiên của nó sẽ đến từ việc anh đã có một cái trải nghiệm du học em nghĩ là ở một đất nước phát triển đó là ừ. là anh ừ. thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái quãng thời gian anh học ở ở nước ngoài được không cái hành trình du học của anh nó diễn ra như nào nó có bằng phẳng không hay là nó là một một cái hành trình mà cũng nhiều ngã rẽ nó sẽ bằng phẳng theo một cái nghĩa là anh không gặp một cái vấp váp gì trong quá trình gọi là lên kế hoạch hay là được sự đồng thuận của gia đình cũng như sắp xếp công việc hay là trải nghiệm học tập bên đó hay là trải nghiệm bạn bè lúc là du học sinh thì không có một cái vấp váp gì hết nhưng một cái nó hơi có khoảng trống thiếu sót mà nghĩ lại cho bản thân lúc đấy thì thấy thiếu sót thật đấy là cái lúc mà anh đi du học thì anh không hẳn là một người đã lên kế hoạch rất là kỹ càng cho cái việc là cái khía cạnh mình học của cái ngành marketing đấy mặc dù là một ngành mình rất là yêu thích từ hồi là năm sinh viên năm nhất năm hai đại học đã rất là yêu thích đã làm việc với nó ở một khía cạnh nào đấy rồi truyền thông, event là một trong những mảng rất là lớn của marketing hồi đó đúng không? Vâng. Đó. Thì nhưng um, đó tức là một cái mà bây giờ thì anh rất là chú trọng cho các bạn sinh viên của anh đấy là hướng nghiệp. Nhưng mà lúc đó anh đi không hẳn là anh được hướng nghiệp kỹ càng. Và nói chung là từ xuất phát từ bản thân mình thôi bản thân mình không tự đưa ra một cái kế hoạch hướng nghiệp cho mình rõ ràng thì đó là một cái gập ghềnh một cái thiếu sót chút chút mà anh cảm thấy còn lại thì um, trải nghiệm ở vương quốc anh câu hỏi của việt anh là anh có được trải nghiệm như thế nào về chuyện học tập đúng không vâng và kể cả cuộc sống luôn thì em nghĩ là đây là quan điểm cá nhân của em quan điểm cá nhân mà em thì em nghĩ rằng là cái việc đi du học thì cái thứ mình học được không phải nhiều nhất nó ở trường học mà đôi khi nó đến từ cái việc của mình được thực sự là đắm chìm trong một cái văn hóa hoặc là môi trường nó rất là khác. Tức là mình đi ra đường là khi mình đã học được rất nhiều thứ mới rồi. Ừ. Nếu mình thực sự muốn học hỏi ừ. thì không biết là trong cái trải nghiệm của anh hoặc là trong quan điểm của anh thì anh nghĩ ừ. thế nào về điều đó? Trong quan điểm của anh thì anh thấy đúng như Việt Anh nói thì nó là một thời gian rất là có ích ở nhiều mặt. À. À, thứ nhất nhá là về mặt đi học thì đúng là anh có cảm giác anh là một sinh viên chăm hơn. À, và ở cái mặt gọi là đời sống thì đúng là mình xa một cái nền văn hóa mới và nâng cao khả năng tiếng anh này vâng bởi vì là cấp 3 trở lại thì anh cũng là một học sinh tương đối chuyên anh nhưng Bà. mà khi đọc học đại học ngoại thương thì anh lại là sinh viên ngành tiếng nhật À, thế nhưng mà không phải là một sinh viên tiếng nhật giỏi đó nên là khi du học ở anh Quốc thì anh được trở lại là một cái môi trường mà gọi là native speaking tiếng Anh thì anh thấy rất là tốt cho cái việc trau dồi tiếng Anh của mình cái thứ hai là một cái khía cạnh rất là lớn của việc du học đấy là trải nghiệm văn hóa Vâng nước Anh thì nó mang đến cho mình một cái cảm giác đấy là một cái đất nước có rất là nhiều mặt phát triển so với Việt Nam nhất là hơn 10 năm trước ví dụ sang đấy mà cảm giác gọi là phương tiện công cộng chẳng hạn À, mình đi tàu điện ngầm ở london là một trải nghiệm rất là mới mẻ so với một cậu sinh viên chân ướt chân giáo ở việt nam sang vâng rồi là hệ thống đường xá cảnh quan cũng như là các cái công trình cổ mà trước giờ mình chỉ thấy qua màn ảnh hoặc là một số cái công trình na ná, ná ở việt nam kiểu như mình lên bà nà hills đúng không vâng. nhưng mà khi sang đấy được uh, đi trên những cái con phố đấy được ngắm nhìn những cái tòa nhà đấy hoặc là được đắm chìm vào một số cái văn hóa qua ẩm thực chẳng hạn như là ăn fish and chips này hay là afternoon tea này hay là đi xem nhạc kịch. Đó, rồi là làm quen với bạn bè quốc tế, tập thích nghi, rồi nhìn thấy sự quan trọng của thích nghi và networking. Và để networking tốt ấy thì anh thấy là mình phải có những cái mạnh dạn thì đương nhiên rồi, mình phải thoát ra khỏi cái việc là mình luôn luôn chỉ có chơi với một cộng đồng sinh viên Việt Nam mà không làm bạn với các bạn quốc tế và bản địa và cái này thì nó đến từ cái việc là anh thấy mình càng có nhiều cái small talk với các bạn càng tốt và wow. những cái small talk này nhất là khi các anh nói chuyện với các bạn uh, sinh viên châu âu mỹ hay là bản địa người anh thì anh thấy các bạn rất là thích nói về những cái trải nghiệm du lịch uh, trải nghiệm về những album ca nhạc mà các bạn thích nó mang đến cái cảm giác gì hay là bộ phim hay là một cuốn sách hay là thú vui thể thao mặc dù anh không phải là một người sporty nên là có lẽ small talk của anh đến từ những cái yếu tố trước nhiều hơn. À. Đó thì đấy là những cái trải nghiệm khi đi du học mà anh thấy là rất là có ích. Em cảm giác như cái việc mà để kết nối với một một người hoặc là bạn bè gì đó nó không phải là việc quá khó ừ. nhưng kết nối ở một mức sâu đủ để mình cảm giác như là mình là một phần của cái gọi là em không không biết phải dùng từ gì nhưng mà nó là thực sự phải cảm giác. Tức ở bên trong là mình cảm giác là một phần của cái nền văn hóa đấy hoặc một phần của cái community đấy, cái cộng đồng đấy thì em vẫn cảm giác nó có một cái khoảng cách. Tức là mình rõ ràng vẫn có thể có bạn nhưng nó cảm giác như là hơi xã giao và nó chỉ dừng ở mức xã giao thôi. Thì không biết là với anh thì anh anh có cảm thấy điều đấy không? Có chứ, cho đến bây giờ thậm chí là sau khi đã du học ở UK gần 2 năm và sau khoảng gần 10 năm đắm chìm trong môi trường công việc mà xung quanh toàn là các academics hay là những bạn nhân viên của trường các bạn đối tác và sinh viên quốc tế đi chăng nữa thì à. anh vẫn đôi khi cảm giác là có một cái khoảng cách nhất định à, bởi vì sao tại vì môi trường tiếng anh thì à, môi trường nước anh thì chúng ta phải nhắc đến một cái rất là nổi tiếng nữa đấy là British joke ờ à, vâng à, nói thật là đôi khi nghe những người bạn thân xung quanh mình ngồi trong một nhóm nói chuyện như thế này này nghe British joke mình không có hiểu nó cũng giống như là American Job khi mình xem Deadpool mình xem mình không có cười được hết cỡ đúng không? Vâng. Thì đấy là một cái khoảng cách như thế. Có một cái trải nghiệm rất buồn cười là khi anh tình cờ trong một buổi uống bia với hai người đồng nghiệp người anh, một anh bạn là người xứ Wales, còn một chị bạn khác thì là người miền Nam nước Anh, England. Thì anh kể về một cái câu chuyện anh đi Manchester, anh thấy Vài cái trải nghiệm của anh, anh nói ra thì Tự bản thân mình anh không thấy buồn cười lắm Nhưng mà hai người bạn của anh thì Cười phá lên, cười không ngớt trong vòng nửa tiếng đồng hồ Chỉ vì một cái chốc nhỏ nhỏ đấy Thế thì nó cũng đem đến một cái bất ngờ thú vị là Ồ, thế thì hóa ra Mình vừa làm một cái British joke Mà mình không hề cố tình và không hề biết Thì nó đã là một cái trải nghiệm khá là vui à, Nhưng cái đấy thì nó khá là khó Tại vì là nó phải Là một cái quá trình sinh ra hoặc ít nhất là sinh trưởng ở đấy. Vâng, thì đúng anh nghĩ là hoặc là các bạn mà đi du học từ cấp 3 hay là từ đại học á, từ lúc trẻ đang ở cái tuổi là phát triển thẩm thấu và nhiều người bạn xung quanh là người bản địa hơn, dốc với nhau, trải qua cuộc sống với nhau thì có thể là các bạn sẽ có nhiều cái 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 hòa mình vào cái văn hóa đấy hơn là những người đi học thạc sĩ và bắt đầu ở cái môi trường công việc ở một cái độ tuổi nó cũng trẻ thì không đúng. Uh, nhưng mà già thì chưa tới đó thì như anh thì anh vẫn có cảm thấy trở ngại nhưng có một cái khác nữa là mình vẫn có thể có những người, người bạn thân rất là trí cốt uh, có những câu chuyện rất là tình cảm quan tâm đến nhau chia sẻ về công việc đời sống vẫn có và một cái nữa nói hơi xa xôi một tí là đôi khi sinh viên việt nam mình ra quốc tế ấy, thì có thể cảm thấy là ồ oh, uh, những người bạn tây âu của mình người ta có một cái gì đó dè chừng thế nhưng khi mà mình đã vượt qua những cái barrier e ngại ban đầu của họ thì có thể là trở thành những người bạn rất là thân có thể là một hai năm không cần gặp nhau nhiều đâu nhưng mà gặp lại thì luôn luôn là những người bạn có thể nói được rất là nhiều câu chuyện sâu nhưng mà vẫn không tránh thể tránh khỏi một số cái cái khác biệt về văn hóa cũng vâng. giống như anh nghĩ thì cũng phải nói một cách công bằng cho các bạn tây âu ví dụ mình là một người ở việt nam đi mình gặp một người bạn tây âu đến đất nước mình hoặc là làm việc ở đây đi chăng nữa Thì ban đầu mình có thực sự cởi mở không Mình có thực sự là Làm cho các bạn hiểu Vietnamese Joke hay không Mình có thể sẵn sàng gọi đây là một người bạn thân hay không Có thể sẵn sàng chia sẻ ngay mọi thứ hay không Thì nói đi nói lại thì anh thấy là Khi mà chúng ta ở những cái nền văn hóa khác nhau Thì đôi lúc cái bước ban đầu Chúng ta luôn luôn có một cái barrier vô hình nhất định Và khi vượt qua nó thì chúng ta mới trở thành những người bạn Gọi là vượt qua biên giới với nhau được Vâng em cũng rất là chia sẻ quan điểm đấy vì em cũng có một người bạn một người phần lan rất là thân cũng như đúng như anh nói luôn có thể là cũng chả bao giờ nói chuyện với nhau đâu nhưng mà khi mà ví dụ có một cái gì đấy cần update hoặc là cơ bản là kiểu check gọi là check up với nhau một chút ừ. thôi thì mọi thứ vẫn cảm giác giống như là giống hết như cái thời mà ừ. từ từ ở phần lan đó thậm chí là em với người bạn đấy là cái hơi mà em đi học ở, ở bên úc là em học exchange một nửa năm ừ. trong một chương trình của em thì cậu bạn đấy là học ở bên sinh cũng exchange bên sinh xong rồi hai thằng hẹn nhau là bạn ấy bay từ sinh sang úc xong rồi bọn em thuê một cái camper van rồi đi dọc một cả tưởng lái xe đi dọc một cái miền nam nước úc và lên từ viện từ adelaide đi vòng xuống melbourne rồi lên canberra sydney nói rất nhiều chuyện và những câu chuyện nó cũng rất là random thôi nhưng mà đúng thực sự là mình vẫn cảm thấy có một cái kết nối nó rất là đặc biệt nó rất là rất là đặc, đặc thù nhưng mà như em có nói là em vẫn cảm giác là để tìm vào ra những người như vậy thì chắc chắn là nó cũng sẽ có maybe là một chút duyên hoặc là cũng phải có một cái điểm gì đó mà ừ. mà mình hòa hợp được. Bên ngoài những cái thứ mà cơ bản là vì mình được nuôi dạy và mình phát triển ở hai môi trường quá khác nhau, những thứ chúng ta quan tâm từ bé lớn nó cũng tương đối khác nhau. Và để gọi là ngay lập tức tổng hòa hay là làm cho gọi là cái hai cái đó thành chung được thì em nghĩ là nó hơi khó ừ anh nghĩ thì cái đấy đúng là nếu mà gọi là tiếng việt là cái duyên và cái sự gắn kết đi vâng tiếng anh thì mình hay nói về cái từ bonding đúng không bonding và là một cái khái niệm nó hơi trừu tượng nhưng mà cũng rất là rộng nhưng cái sự bonding này anh nghĩ là phải đến từ cả hai phía mình sẽ luôn là cảm thấy mình dễ kết thân với những người bạn nước ngoài hoặc là cụ thể ở đây ví dụ cụ thể ở đây là tây âu đi thì cũng là những người mà như việt anh có nói trước là có yêu thích văn hóa châu á một chút vâng. thích đồ ăn châu á hoặc là travel rất là nhiều để chơi hay là để làm việc đều được thì có đi có lại thì phía mình mình cũng phải nghĩ xem là mình đã đủ cởi mở với các bạn chưa vâng thì nếu mà cả hai phía đều có một cái open mind một cái sự cởi mở nhất định thì sẽ chúng ta sẽ có những cái tình bạn vâng ừ, anh nghĩ là như thế vâng ừ. anh cũng đã có những trải nghiệm với ví dụ nền giáo dục đại học của việt nam hoặc là trước đại học đi là một đất nước mình dù sao vẫn là một đất nước đang phát triển và mình đi học ở một sau đó mình học có trải nghiệm du học ở một đất nước em nghĩ là chắc cũng thuộc top đầu về chất lượng giáo dục trên thế giới đó là anh quốc sau những trải nghiệm đấy thì anh có nhận thấy có sự khác biệt gì giữa cách thức tiếp cận hoặc là nền giáo dục của hai đất nước không à, nói về trải nghiệm bản thân trước nhá vâng. là một uh, du học sinh trở về hơn 10 năm trước đi, thời điểm 2012-2013 thì lúc đấy là một sinh viên tốt nghiệp chương trình rất là truyền thống thôi. Mà. theo thuật ngữ du học bây giờ tụi anh hay gọi là National Vietnamese Program ấy, thì học theo kiểu truyền thống mà. Đại Cương rồi lên chuyên ngành viết lách theo kiểu truyền thống thì đúng là khi mà sang UK học thì anh thấy một sự khác biệt lớn nhất là cái cách thức nghiên cứu, cách thức làm bài, cách thức thuyết trình và cách thức làm việc nhóm. À, anh hay nói vui cái thời điểm đấy là cảm thấy là khi ở Việt Nam á thì nếu mà làm bài exam á, kiểm tra á thì càng giống sách càng ừ. tốt đúng không? Chúng ta sẽ được điểm rất là cao ở câu chuyện là học thuộc nhớ những chi tiết nhớ những khái niệm. Thì đương nhiên lúc đấy thì ở bên uk mà nói thì những cái concept lý thuyết những cái mô hình lý thuyết những cái khái niệm thì đương nhiên là vẫn rất là quan trọng mà sau này ví dụ các bạn du học sinh sẽ thấy một cái khái niệm rất là quen thuộc đấy là literature review chẳng hạn khi mà à. chúng ta nói về những cái lý thuyết nhưng một mặt mà anh cho rằng nó còn quan trọng hơn cái việc là mình có nhớ được những cái đấy mình có áp dụng được những cái đấy vào bài vở hay không thì là một câu chuyện là càng mở rộng ra ngoài cái cuốn sách giáo khoa chính của chúng ta càng tốt và khi mà đưa ra những cái luồng ý kiến đấy thì phải kèm theo một cái sự đánh giá của bản thân là chúng ta đọc xong thì chúng ta so sánh thế nào, chúng ta đúc kết như thế nào và chúng ta đánh giá như thế nào. Nhưng mà tất nhiên nó cũng phải là theo một cái mô phạm học thuật chứ cũng không phải là uh, linh hoạt quá, nhưng mà ít ra nó nó kích thích sự sáng tạo và sự mở rộng nhiều hơn. Cái việc thứ hai nữa là thời điểm đấy thì anh thấy là kể cả so với luận văn ở trong nước đi thì cái việc là academic writing hoặc là reference cũng là một cái rất là mới mẻ so với một cậu sinh viên ngoại thương cách đây hơn 10 năm học cái chương trình đơn thuần như thế. À. Còn nếu mà với bây giờ ấy thì anh thấy đúng là sau hơn 10 năm thì Việt Nam có rất là nhiều chương trình mà ở các trường đại học gọi là chất lượng cao hay là tiên tiến viện. hoặc là liên kết với các trường nước ngoài hoặc là những chương trình đào tạo quốc tế thì đương nhiên là cách học của các bạn đã rất là cập nhật so với thế giới rồi ngày càng gần cách các bạn làm thuyết trình cách, cách các bạn làm bài cách các bạn giải case cái câu chuyện giải case thì là một cái câu chuyện mà hồi xưa anh đi du học thì anh được giải case thì nó khá là mới ở việt nam không có nhưng bây giờ ở việt nam thì anh biết rất là nhiều bạn bè của anh là những giảng viên tâm huyết thì đã đưa rất là nhiều case studies ở bên ngoài vào cho học sinh giải case và cái câu chuyện trước kia là tụi anh có rất là ít gọi là guest lecturer từ 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 industries từ ngành nghề thì bây giờ các bạn cũng có nhưng một cái khoảng cách còn lại bây giờ thì anh vẫn có thấy đấy là cái nguồn dữ liệu mở ở Việt Nam thì vẫn chưa có dồi dào cho các bạn như là các trường ở nước ngoài cái thứ hai là cái câu chuyện mà industry links hay là built-in placement ấy, thì ở nước ngoài người ta có một cái sự phát triển nó đầy đủ và toàn diện hơn so với Việt Nam ngay cả ở thời điểm hiện tại. Ừ. Mặc dù hiện tại thì chúng ta có những cái câu chuyện là được tư vấn phát triển chương trình hay là sử dụng công nghệ nó cũng thu hẹp khoảng cách đấy rất là nhiều. Nhưng mà theo anh thì cái gap nó vẫn còn đó một cách tương đối. Vâng, em muốn khai thác sâu hơn một tí ừ. ở đây là cái anh có nhắc đến một số keyword ví dụ là nguồn dữ liệu mở ừ. ờ, em em thực sự muốn hiểu sâu hơn về ý của anh ở đây và thứ hai là cái industry industry link ừ. và cái gì đấy em, hiện giờ là em 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 quên mất cái keyword đó ừ. nhưng mà anh có thể giải thích kỹ hơn đúng không ạ ừ. vì em nghĩ là rất nhiều bạn khán thính giả khi xem podcast này chắc chắn các bạn ấy sẽ, sẽ rất là tò mò và không biết rằng là thực sự thì mình đã hiểu đúng về các ừ. khái niệm đó chưa rồi cái nguồn dữ liệu mở ấy thì um, thứ nhất mình hãy đi từ một cái khái niệm rất là quen thuộc với sinh viên là thư viện đi vâng thì um, cái thư viện offline chúng ta đến thư viện chúng ta mượn quyển sách thì không phải nói rồi vâng. nhưng mà một cái thư viện quan trọng không kém um, khi đánh giá tiêu chí về uh, cái facilities vô hình ở các trường đại học nước ngoài đấy là nguồn thư viện online là nó có dày dặn hay không vâng uh, nó có dễ tiếp cận cho sinh viên hay không và cái tính dữ liệu mở ở đây ấy, thì tức là nó rất là rõ ràng là là ở bên đó khi mà các bạn có những cái accreditation thì dịch ra tiếng việt là chứng chỉ đi ví dụ như là charter institute marketing cim vâng. là một cái accreditation rất là quen thuộc cho các bạn học du học ngành marketing thì khi mà nhà trường cung cấp được cho các bạn những cái accreditation đấy thì đồng nghĩa với việc là các bạn cũng sẽ được là truy cập và những cái nguồn dữ liệu thông qua những cái cổng đó thì các bạn có thêm nhiều cái nguồn thông tin cập nhật phân tích dữ liệu có ích cho bài nghiên cứu và bài viết của mình ừ. thì đấy là một dạng dữ liệu mở còn Industry Links ở đây thì nếu mà nói ra thì chắc là các bạn Việt Nam sẽ không thấy xa lạ nữa đâu Bởi vì như anh nói là Việt Nam bây giờ thì các thầy các cô ở các trường đại học Nhất là những trường đại học top đầu hay là những trường đại học mang tính quốc tế như là BUV, RMIT hay là VNUNI thì cũng rất chú ý rồi Đấy là đưa những anh chị, những cô chú là guest lecturer là những người mà không phải là academics mà là businessman, businesswoman innovator từ những ngành khác vào chia sẻ kiến thức trong ngành cho các bạn vâng. thì đấy là một cái industry link cái thứ hai industry link ở đây đấy là cơ hội thực tập và industry link thứ ba ở đây là cơ hội việc làm và một cái industry link mà anh thấy bây giờ Việt Nam bắt đầu cũng có ở một số chương trình đấy là chương trình mentor ví dụ ở nước ngoài thì chương trình mentor ở đây sẽ là gì các bạn sẽ có những người mà trực tiếp làm trong ngành đến mentor cho mình. Hoặc là các bạn sẽ ngoài cái việc giải case thì xa hơn một bước nữa của giải case là các bạn sẽ uh, ví dụ các bạn học MBA, các bạn sẽ được làm những cái dự án consultant cho một doanh nghiệp. Vâng, hay là các bạn làm sáng tạo hoặc là marketing truyền thông quảng cáo. Các bạn sẽ được làm theo nhóm một cái dự án và các bạn sẽ được pitching trực tiếp trên cái case đấy. Và cái case đấy là cái case mà chính là ở ngoài doanh nghiệp người ta chưa giải được nha. Các bạn pitching ở đây là các bạn đang đưa ra một cái giải pháp mới cho một cái case còn bỏ ngỏ chứ không phải là các bạn đưa ra một cái giải pháp giả định cho một cái case đã xong rồi. Thì đấy là một cái industry links nữa mà anh thấy khá là hay và bây giờ anh thấy là ở Việt Nam một số các thầy cô trong trường đại học những người mà rất là có tâm huyết xây dựng những chương trình ngày càng thực tế hơn cho sinh viên cũng đã bắt đầu xây dựng rồi tức là network mentor này rồi case study này ngày xưa thì mình đi field trip đúng không học ngoại thương đi đi xem cái cảng hoặc là đến thăm một cái văn phòng ngân hàng nhưng mà bây giờ thì các bạn đã được thi những cái cuộc thi marketing hoặc là những cái chương trình giải cây trong chương trình học hoặc là lắng nghe các anh chị trong ngành một cách thực tế hơn và tương tác nhiều hơn thường xuyên hơn em nghĩ một phần lý do tại sao mà <laughs> bây giờ anh sẽ mình sẽ thấy Uh, sinh viên năng động hơn này hoặc là các chương trình học nó có các cái yếu tố mới hơn như anh vừa chia sẻ. Một phần em nghĩ lý do là cũng có rất nhiều giảng viên là cũng có trải nghiệm học tập nước ngoài rồi học tập là một này, rồi thậm chí là đi được uh, đi sang để tu nghiệp thêm này và cũng mang những cái cái mới đó về cho sinh viên. Em nghĩ rằng đấy là một điều một cái dấu hiệu rất là tốt cho nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên thì dù gì đi chăng nữa, em nghĩ là câu chuyện uh, như anh em mình có nói ở đầu podcast này thì em nghĩ là câu chuyện đi du học hay là học ở một môi trường khác nó không chỉ bó hẹp trong ừ. cái thứ mà bạn sẽ học được ở trường hoặc là cũng không bó hẹp trong câu chuyện bằng cấp ừ. mà nó sẽ còn rất 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 nhiều thứ bên ngoài cuộc sống nữa. Và do đó thì em em vẫn nghĩ là đó vẫn là một lựa chọn mà nếu mà ai có khả năng hoặc là ai mà cảm thấy phù hợp với chính bản thân mình có thể nó sẽ không phù hợp với rất nhiều người. Ừ. bọn em đã có ngày trước em có làm một cuốn sách là Du học ký vạn dặm có chi, trong đấy thì trong cuốn sách đấy bọn em cũng có viết những cái bài viết mà không phải bọn em viết mà có collect những cái bài viết từ các tác giả thì cũng có những người mà cái kết luận của người ta là thực ra du học nó cũng không phù hợp tôi đi du học tôi thất bại ừ. cái chuyện đấy là chuyện rất là bình thường và chắc chắn là ai cũng nên tiếp cận với một tâm thế như vậy chứ không phải là du học nó là một cánh cửa để đổi đời gần như là tôi sẽ thay đổi ừ. hoàn toàn cuộc sống cái câu chuyện như vậy nó dẫn em đến một cái câu hỏi với anh là làm thế nào để mình có thể xác định được hoặc là anh anh đã là người gọi là tương tác và làm việc nhanh anh còn nói là làm việc với rất nhiều các bạn uh, trẻ ví dụ như là cả ở việt nam thậm chí là các nước khác nữa thì chắc chắn anh đã đã tạm gọi là giải cây rất nhiều cây ừ. thế thì anh anh nhận thấy là làm thế nào để một người có thể nhận thấy được và biết được rằng là mình có khả năng hoặc là mình nên tìm kiếm một cái môi trường học tập ở nước ngoài câu hỏi rất là hay à, anh sẽ nghĩ xem là anh nên sẽ đi từ đâu bởi vì nó cũng rộng đó cái thứ nhất thì anh nghĩ là đây là quan điểm cá nhân thôi nhá. Thì vâng. để xem các bạn hôm nay là nghe anh với các Việt Anh xem thấy có lý phần nào không. Cái thứ nhất mình không nên tách bạch quá giữa chuyện là đi du học là một luồng và học trong nước là một luồng luồng luôn luôn song song. Vâng. Mình hãy coi nó là một câu chuyện chung là câu chuyện học tập giáo dục đi. Thì lâu nay làm nghề thì anh cũng luôn nói với các bạn sinh viên là du học bây giờ nó không còn là một cái chìa khóa vạn năng hay là một tấm vé vàng cho việc là đảm bảo là bạn sẽ về nước bạn sẽ dễ có một công việc lương cao hơn các bạn không đi du học hay là sẽ bảo chứng cho một sự thành công hay nói nôm na là chắc chắn có return on investment ừ. cái đấy nó phụ thuộc vào từng cá nhân rất là khó nói nên là mình sẽ không coi nó là hai luồng khác nhau mà mình coi nó là một câu chuyện học hành chung đi. Thì uh, bây giờ vì xã hội nó càng mở những cái biên giới nó càng ngày càng xóa nhòa ấy thì suy cho cùng du học nó là một sự lựa chọn trong nhiều sự lựa chọn mà nếu mà các bạn cảm thấy có thể sắp xếp được về mặt không gian, thời gian, tài chính, uh, đường hướng nghề nghiệp, tương lai uh, những cái kỳ vọng của bản thân hay là kế hoạch nghề nghiệp thì các bạn lựa chọn và khi các bạn đã lựa chọn nó thì các bạn cũng phải xác định là nó có thể thành công, nó có thể không. Và khi mà đã tư duy theo kiểu đấy thì mình sẽ bớt nghĩ về cái việc là du học chắc chắn phải đem lại một sự thành công và không thành công thì mình sẽ cảm giác cái sự nặng thất bại của mình nó nặng hơn cái sự thất bại của những người chọn cái cái mô hình học tập khác. Đấy, thì đấy là một cái đầu tiên anh muốn với góc nhìn cá nhân đấy thì anh muốn gợi ý cho các bạn là thay đổi cái góc nhìn đi một tí thì có thể cảm thấy cái chuyện đấy nó nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai là vậy thì làm sao để nếu mà những ai đã chọn cái lựa chọn đi du học đấy có thể nâng cao cái xác suất thành công hoặc là trải nghiệm hạnh phúc đúng không? Happy experience, hài lòng không bị fail, không cảm thấy là mình thất bại thì anh nghĩ cái đầu tiên thôi là phải xác định là xem cái ưu tiên của mình là gì trước khi đi ra nước ngoài ưu tiên của mình là trao dồi kiến thức uh, có tấm bằng tốt uh, rồi về việt nam làm việc hay là ưu tiên của mình là ở lại nước ngoài làm việc thậm chí là ở hẳn đi đúng không hay là ưu tiên của mình là vừa học vừa trải nghiệm văn hóa cái thứ hai nữa là vì du học nó là một cái đầu tư không nhẹ Mà... đôi khi một quyết định bước lên cái chuyến bay đấy thì nó thứ nhất là nó sẽ uh, tiêu tốn của chính bản thân bạn hay là những người hỗ trợ tài chính cho bạn là gia đình của bạn uh, từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Uh, nó sẽ có thể là chuyến bay mà thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi, bởi vì bạn sẽ bước ra một um, quốc gia khác, bắt đầu hành trình là không chỉ cho 4 năm học sắp tới mà có thể là bạn sẽ còn phát triển bản thân ở đó, um, làm việc ở đó, thậm chí trước kia trước khi đi du học có bao giờ bạn đã nghĩ là bạn sẽ không sống ở thành phố Hà Nội này chưa hay đã bạn sẽ không sống ở Sài Gòn chưa mà chuyến đi đấy sẽ là biến bạn th trở thành công dân của một nơi khác thì nó rất là quan trọng nên là trở lại câu chuyện thì ngoài cái câu chuyện ưu tiên thì anh muốn là đánh giá nhìn vào nội tại bản thân xem là khả năng của bản thân đến đâu phù hợp với cái gì vâng. và thứ hai là career identification tức là định vị xem là cái ngành học đấy nó sẽ gắn tới kế hoạch sau tốt nghiệp của mình, tương lai của mình như thế nào. Và ở ngoài kia cái điểm đến của mình sẽ có những cái nguồn lực hỗ trợ nào cho mình và mình tận dụng nó bằng cách nào. Thì càng kế hoạch kỹ một chút thì cái xác suất thành công nó càng cao hơn thôi. Anh nói xác suất thành công chứ anh không nói là 100% thành công đấy. Trở lại cái câu chuyện ban đầu là các bạn nên thay đổi cái góc nhìn là là du học chắc chắn phải thành công, chắc chắn phải có return on investment hay không. Đấy đôi khi là em ừ. nghĩ là riêng cái việc cởi bỏ được cái áp lực đấy đã giúp ừ. mình có một trải nghiệm nó giúp mình hấp thụ được nhiều thứ nhất có thể ừ. ngày xưa em cũng có một cái câu chuyện dạ dạ kiểu như vậy tức là khi mình đi ra nước ngoài mình học thì mình cũng rất lo lắng vì ví dụ vật giá rồi đồ ăn rồi kiến rất tất cả mọi thứ nó đắt rồi mình sẽ tốn kém các thứ thì nhiều khi đến bây giờ em nghĩ lại em mới thấy là nhiều khi vì mình tư duy thế mình suy nghĩ thế nên là <laughs> nó hạn chế mình trong câu chuyện là mình thực sự trải nghiệm Đúng. nhiều nhất có thể đến bây giờ em vẫn có những thứ em khá là tiếc và ví dụ ngày xưa nếu mà mình thực ra nó cũng trả tốn kém mấy nó trả tốn kém đến thế chẳng qua là nó là vấn đề trong trong tư duy của ừ. mình là mình lúc nào cũng tiếp cận vấn đề như vậy và tự mình mặc dù là mình đang có một cơ hội rất tốt để mình mở ra ừ. nhưng mà có những cái khía cạnh mình lại có lại và chính vì Đúng. thế mình lại không không gần như là thực sự và là, ừ. là trải nghiệm được tất cả những thứ để giúp cho mình hoàn thiện hơn thì em nghĩ rằng là cái tư duy của anh vân là một cái mà nếu em được nghe từ trước đây trước khi mà chắc phải là em du học tính đến nay là chục năm cũng phải chục ừ. năm à thì có lẽ là có lẽ là lúc đấy mình cũng sẽ có nhiều cái trải nghiệm hay hơn ừ. nhưng mà không sao cả bởi vì dù sao thì cũng như anh nói mỗi người sẽ có một hành trình và mỗi người sẽ có một cái 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 con đường để mà nhìn nhận các thứ nhìn nhận giá trị nó khác hẳn nhau và với em thì em vẫn cảm thấy rằng đấy là một trải nghiệm thực sự đã thay đổi ừ em rất nhiều về mặt tư duy và cũng thay đổi mình rất nhiều về cái cách mình nhìn nhận các cái giá trị mình muốn theo đuổi. Vậy thì em vẫn vẫn rất là khuyến khích là nếu mà ví dụ như cảm thấy mình phù hợp hoặc là nếu mà cảm thấy như mình có khả năng thì các bạn cũng nên nghiêm túc cân nhắc và lựa chọn để tìm cho mình một một lựa chọn trong số những cái lựa chọn ngoài kia. Ừ. Bây giờ thì nhiều lựa chọn quá, em nghĩ là thực ra học trong nước mà giống như du học thì cũng có luôn. Có <laughs> cũng ừ. có luôn, hoặc là học trong nước mà hoàn toàn giống như trong nước thì cũng cũng có, hoặc là hơi giống nước ngoài cũng có, hoặc là học một ít trong nước rồi học ở nước ngoài một ít cũng có luôn. Thế nên lựa chọn nó nhiều hơn thời anh em mình rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà bù lại thì thì nó sẽ sẽ là câu chuyện lựa chọn và để lựa chọn đúng thì trước hết hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, ừ. đi qua những câu hỏi như anh Vân vừa nói. Ừ. ta đang nói đến câu chuyện lựa chọn ừ. thì em em nhìn thấy gần đây là cái xu hướng du học hình như là nó có sự phát triển giống như anh em cũng vừa nói ấy, ngày xưa thì thực ra cũng chỉ có một vài đất nước như thế rồi một vài chương trình như vậy thường là mọi người cũng gọi là bảo ban nhau rồi chia sẻ tip trick kinh nghiệm ừ. sau đó thì cũng tự uh, gọi là săn khắp nơi ừ. nhưng mà bây giờ thì em thấy là xu hướng của nó rất là đa dạng đa dạng ở đây là trên rất nhiều khía cạnh thứ nhất là về kể cả cấp bậc học này ừ. thứ hai là về ngành học này bởi vì bây giờ thì có rất là nhiều các ngành mới rất là nhiều những thứ mà đang thu hút gọi là chú ý của xã hội rất là nhiều và thứ ba là thậm chí là khác biệt về <laughs> câu chuyện quốc gia ngày xưa thì có thể là anh mỹ úc nhưng bây giờ thì em thấy châu âu đã một loạt các quốc gia em là ngày xưa là học phần lan này hoặc là bản chất là ở ngay cả các nước châu á bây giờ cũng sẽ có rất nhiều quốc gia ví dụ như là em thấy singapore hàn quốc singapore từ ngày xưa rồi nhưng mà ví dụ bây giờ hàn quốc trung quốc vân vân đài loan cũng sẽ là những cái lựa chọn thế thì cái xu hướng dịch chuyển hay là xu hướng thay đổi của cái ngành du học này nó đang như thế nào anh nó sẽ thể hiện ở vài cái cái thứ nhất là dịch chuyển ở điểm đến tất nhiên là các nước nói tiếng anh thì vẫn là những nước mà chiếm một phần rất là lớn các bạn sinh viên đi du học vâng bởi vì là dù sao thì cái ngoại ngữ các bạn học nhiều ở việt nam nhất cũng là tiếng anh cái chứng chỉ phổ biến nhất của các bạn bây giờ thì cũng vẫn là IELTS đúng không? Và các nước nói tiếng Anh thì nó cũng nó cũng đa dạng về mặt điểm đến, nó có ở nhiều châu lục. Nhưng ngay cả trong chính những cái nước nói tiếng Anh đó thì do thứ nhất là do cái môi trường kinh tế xã hội văn hóa, cái thứ hai là do cái một trong những yếu tố tác động lớn nhất anh nghĩ đấy là cái chính sách của chính phủ ở những nơi đó. Mỗi năm hoặc là mỗi nhiệm kỳ của chính phủ bên đó thì nó có những cái thay đổi từ nhỏ đến lớn nó sẽ tác động đến cái xu hướng học sinh. Ví dụ là cái hồi anh học thì anh không có được cái chính sách là sau khi bạn học xong đại học hoặc thạc sĩ thì bạn được ở lại 2 năm sau tốt nghiệp để ừ. bạn tìm kiếm cơ hội việc làm. Nhưng mà từ năm 2021 trở lại đây thì các bạn đi Vương quốc Anh lại có được cái chính sách đó thì tức là các bạn sẽ được ở lại 2 năm các bạn mở rộng cái cơ hội việc làm hơn chính vì thế nên là sau dịch covid dịch bệnh đi qua và mọi cái rào cản nó được gỡ bỏ thì các bạn quay trở lại hoặc là các bạn đến uk để học nó tăng đáng kể tăng ở đây là dưới bình diện là việt nam là một và các quốc gia khác là hai à. đó hoặc là Úc cũng thế. Tức là khi mà một bang cụ thể nào đấy hoặc là một quốc gia nào đấy ví dụ như Úc có những cái danh sách ngành trong cái gọi là list ưu tiên của skill work visa thì nó lại có những cái dịch chuyển về đó. Nhưng mà vừa rồi nước Úc thì lại có những cái thay đổi nhất định ở trong chính sách là maximum bao nhiêu tuổi thì được đi học tiến sĩ ở Úc ừ. hay là quay trở lại UK thì cái mức lương sàn của skill work visa nó tăng lên so với trước kia là khoảng 28 30 ngàn bảng Anh thì bây giờ nó nâng đến là hơn 37 ngàn bảng Anh nếu anh nhớ không nhầm. Thì mỗi cái chính sách như vậy thì nó đều tạo ra một sự dịch chuyển nhẹ và nếu là nó kéo dài đủ lâu thì nó sẽ tạo ra một cái dịch chuyển lớn hơn. Và đúng như Việt Anh nói là cái câu chuyện ví dụ học sinh Việt Nam mà đi du học Hàn Quốc bây giờ rõ ràng là phổ biến hơn trước kia rất nhiều. Nó vừa do ảnh hưởng văn hóa, nó vừa do là mình nhìn thấy rõ ràng là có nhiều sự đầu tư của hàn quốc vào việt nam hơn, nhiều người học tiếng hàn hơn. ví dụ thế nó cũng tạo ra những cái sự nhật, dịch chuyển nhất định trước khi mà bảo là đi du học đông á thì phần nhiều mình chỉ nghĩ đến nhật bản Được, thôi đúng không? còn hàn quốc bây giờ sẽ là một làn sóng cũng khá mới. đó thì có những cái sự dịch chuyển như thế. còn về bậc cấp học đó, thì uh, rõ ràng là bây giờ nhiều bậc phụ huynh việt nam sẵn sàng cho con đi du học từ sớm hơn, thậm chí là từ cấp 2 còn phổ biến hơn nữa là cấp 3. Các bạn đi du học cấp 3 ở Úc, đi du học cấp 3 ở Canada rất là sớm. để có những cái lộ trình mà nó sát nhất với cái hệ thống giáo dục bên đó. Tại vì không ít trường bên đó ngoài những cái lộ trình giáo dục gọi là phổ thông đi thì còn những cái chương trình đặc biệt và có những cái tư vấn đặc biệt về mặt chương trình, về mặt gọi là tạo ra những hoạt động xã hội cho các bạn, vân vân và xây dựng hồ sơ nữa để các bạn có được cái lộ trình vào những trường đại học bắt đầu ở quốc gia đó hoặc là trên thế giới. Và nhất nữa là các bạn các bậc phụ huynh ở trong Việt Nam thì bây giờ nó càng ngày càng quen hơn với môi trường trường học tư đúng không? Vâng, hoặc là trường đại học quốc tế. Và ngày càng thấy là ờ ừ, cho con đi ra học sớm cũng không phải là một chuyện mất an toàn cho lắm. Và nhiều trường ở nước ngoài thì bây giờ lại có những đại diện trường mà sẵn sàng đến Việt Nam hoặc thậm chí là người Việt tạo ra những cái liên kết tạo sự tin tưởng hơn cho các bậc phụ huynh đó nên là tạo ra cả một cái dòng dịch chuyển đấy nữa nó chưa quá lớn đâu nhưng mà nó phổ biến hơn trước kia rất là nhiều cái dịch chuyển tiếp theo mà mình có thể nói đến đấy là sự dịch chuyển về ngành vâng. à, nếu mình xuất phát từ các bạn học sinh nhỏ hơn đi thì anh thấy cái sự dịch chuyển ở ngành là các chính bản thân các bạn và gia đình các bạn cũng ngày càng cập nhật hơn và cởi mở hơn với những nhóm ngành mà ngoài cơ bản như là kỹ thuật uh, kinh tế luật tài chính vân vân đúng không vâng thì nói thật là ngay cách đây mấy năm hoặc là thời của anh em mình nói đến chuyện là marketing quảng cáo vẫn là những khái niệm mà hơi mới với phụ huynh nhưng hiện nay phụ huynh cũng đã cởi mở hơn rất là nhiều với những ngành như là art and design creative cho con cái đi học nhạc học ạt ở nước ngoài bây giờ không phải là một cái chuyện gì quá khó khăn đối với các bậc cha mẹ trong nước nữa hay là stem steam đúng không những cái ngành mà xuất phát điểm từ stem để đi du học còn với những bạn mà đang là sinh viên năm ba năm tư hoặc những bạn đã ra trường đi làm thì bây giờ gần hơn nữa là các bạn đang có xu hướng dịch chuyển hơn đến những ngành như là không phải là business management như cũ nữa mà là business intelligence hay là business analytics hoặc là đối với bạn các bạn học marketing nó không còn chỉ là brand management học pr học marketing management hay là marketing truyền thông communication nữa lấy nước anh làm ví dụ đi sẽ có marketing with analytics ừ. ờ, hoặc là digital marketing nhưng là digital marketing with analytics tức là các bạn marketing bây giờ phải bớt cảm tính đi uh, thống kê nhiều hơn số nhiều hơn và gần đây thì anh có khuyên một số bạn khi mà trò chuyện với các bạn ấy kỹ hơn là tại sao em lại chọn marketing đi du học kế hoạch tiếp theo của em là gì em muốn cái gì sau khi em tốt nghiệp thì sau khi lắng nghe một vài cái mong muốn của các bạn ấy về một số thế mạnh mà các bạn ấy mong muốn trang bị được sau khi học thì anh có recommend thử ngành marketing analytics cho các bạn ý để tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn. Uh, ngay cả khi các bạn ấy ở lại cái quốc gia điểm đến chứ không chỉ là quay lại Việt Nam làm việc. Hay nói câu chuyện AI đi, cách đây khoảng 2 năm khi nói về data hay nói về AI thì chúng ta hay thường nghĩ nó là dành thuần túy dành cho dân uh, với background IT, kỹ thuật đúng không? Vâng. Nhưng gần đây khi mà trao đổi với một số trường đại học thì anh thấy có cả những cái ngành như là AI strategy. Ừ. Nghe đến cái đấy thì Việt Anh nghĩ nó là ngành như thế nào? Em nghĩ AI strategy chắc là maybe là cách để mình có thể ứng dụng được AI trong công việc, tức là tối ưu ừ, chính xác. Trong. Tức là ở đây học ngành đấy không phải là mình thành một người mà xây dựng ra những cái con AI mà ở đây là mình là một businessman Mình đi học thêm về những cái ứng dụng của AI Hay là cái cách quản trị cái AI trong cái khuôn khổ business Scope of work của mình Ở đây đúng như Việt Anh dự đoán Là ứng dụng AI vào trong công việc Nhưng mà ở đây là những cái chiến lược kinh doanh mới Có AI ở trong đó như mà một thành tố chính Và có lẽ là đây cũng là một cái thách thức cho người làm tư vấn du học trong những năm tới và thách thức cho chính bản thân các bạn sinh viên khi lên hoạch định kế hoạch đi học đương nhiên rồi vì bản thân các bạn là người trực tiếp trải nghiệm nó và nó quyết định cái gì bạn sẽ học và cái gì bạn sẽ làm là cái sự xoay vòng trong việc thiết kế chương trình cái sự thay đổi trong chương trình nó ngày càng nhanh nên là ngày càng chúng ta phải đọc kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn, định vị kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. lấy một cái ví dụ trong cái trường đại học Bơn một trước khi um, anh làm việc đi, vâng. thì Bơn một là một trường đại học rất là mạnh về uh, computer animations và productions, nhưng cũng chính trong trường Bơn một thì Uh, gần đây có những ngành mới là ngành ai for media thì tức là ngay trong chính một trường thôi các bạn sẽ thấy là có một lớp sinh viên mới vào học trong một cái ngành mà nó có thể đe dọa đến chính công việc của những bạn đang học một cái mô đun khác uh, ví dụ như là bây giờ rõ ràng là có những cái công cụ ai chỉ cần đưa cho nó một số cái input cho nó học máy một chút đúng không machine learning một chút thì bằng vài cú click vài cái input vài cái thiết kế prompt là nó sẽ đưa cho bạn một cái graphic rất là đẹp hoặc thậm chí là một đoạn animations hoặc là một đoạn phim AI bây giờ nó có thể bắt đầu làm phim ngắn rồi đúng không? Mình vâng, có thấy rồi. trên mạng Thế tức là có những người khác đang đồng trang lừa với bạn, học cùng trường với bạn đang thiết kế ra những cái sản phẩm mà có thể đe dọa những cái công việc của những bạn làm 3D animation ngồi hàng nói từ vài giờ đồng hồ cho đến hàng trăm hàng ngàn giờ đồng hồ để tạo ra những cái thước animations đấy nên là nó đưa đến một cái việc là các bạn sẽ ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn rõ ràng và cái sự lựa chọn của các bạn các bạn cũng phải thiết kế cho riêng bản thân mình một cách nhanh hơn và và kỹ càng hơn thế là một cái sự dịch chuyển nữa anh thấy khá là thú vị khi mà nhìn vào cái cách thiết kế chương trình học và phát triển chương trình học ở nước ngoài hiện tại em nghĩ là cái câu chuyện như anh vừa chia sẻ nó là một thực tế mà em nghĩ càng ngày nó sẽ càng thay đổi nhanh hơn, đặc biệt là khi mà AI thì với thứ trên thực tế thì cái tốc độ phát triển của nền văn minh ừ. nó càng ngày càng được có cu động lại, ừ. tức là càng các bước sau thì càng phát triển nảy vọt với tốc độ nhanh hơn. Thì em đang gặp một cái vấn đề em em thấy là anh cũng có chia sẻ. Ừ. Đấy là thực ra bây giờ công thông tin các bạn sẽ phải sẽ phải rất là cố gắng để lựa chọn tuyển chọn thông tin. Ừ. Nhưng mà nó lại bị gặp một cái nghịch lý là thông tin bây giờ lại nhiều quá. Ngày xưa ừ. thời anh em mình thì nó là thiếu, ừ. em nghĩ là nó cũng không đầy đủ lắm. Uh, nhưng bây giờ thì nó lại lan tràn, đôi khi là chỗ nào cũng thấy hay, chỗ nào cũng thấy tốt bởi vì đương nhiên là khi mình tự làm tự thì uh, hoặc là trải nghiệm của từng người thì nó sẽ khác nhau hoặc là ngành học cũng vô số và nó cứ thay đổi liên tục. Đúng. Năm nay thì có khi là có ngành này nhưng sang năm có khi là không còn ngành đấy nữa bởi vì như anh cũng có chia sẻ là có khi là những ngành mới nó đe dọa luôn các ngành cũ. Ừ. Thế thì trong một biển thông tin như vậy và trong rất 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 nhiều những cái tạm gọi là những cái dữ liệu dữ liệu thô như vậy ừ. ví dụ như mình là phụ huynh hoặc là mình là một bạn trẻ mà đang có nhu cầu mà mong muốn đi du học thì ừ. làm thế nào để mình có thể lọc sàng lọc và ừ. tìm ra được những thông tin hữu ích nhất để đưa, được ra, okay. đưa ra được quyết định tốt nhất này cái thứ nhất cho chính bản thân các bạn giả sử là các bạn đang tìm hiểu thông tin tự thân các bạn đi như mà. một người tìm hiểu độc lập thì anh nghĩ cái cần nhất ở đây là các bạn tìm kiếm đến những cái nguồn thông tin có uy tín và tin tưởng nó. Và tổng hợp đối chiếu, ví dụ bạn có thể uh, xem một số website về nghề nghiệp của chính phủ hoặc là những cái trang public mà được rất là nhiều người review đánh giá cao. Ví dụ như là gần đây anh được biết là bên Úc có những cái website như là My Future something. Ừ. Thì các bạn có thể vào đấy các bạn nhìn cái dịch chuyển của ngành nghề sau đấy các bạn có thể đọc website trường để có những cái rất là kỹ càng về mô đun học và các bạn có thể đối chiếu với một số cái thảo luận trên mạng xã hội của những cái cộng đồng sinh viên đi quốc gia đấy hoặc đi trường đấy và hệ thống hóa nó cái thứ hai là nhìn vào xem là với mỗi cái khía cạnh khác nhau đấy thì nó đưa đến cái outcome cái kết quả đầu ra nó khác nhau như thế nào còn ý, nếu mà chúng ta đặt giả sử là chúng ta đang gọi là anh là người tư vấn du học đi, anh có một bạn sinh viên. Anh à. với bạn đó cùng ngồi làm việc với nhau, collab với nhau để đưa ra một cái giải pháp. Thì anh nghĩ bây giờ nó khác trước kia là trước kia thì có thể là phần nào đấy tư vấn viên sẽ là người giúp các bạn đi đường tắt uh, đi tắt qua một số cái câu hỏi Google. Tức là một vài cái research anh chị tư vấn viên thì quen với trường hơn, đọc nhiều thông tin hơn có bộ lọc tốt hơn thì có thể đưa cho bạn một cái phương pháp vắn tắt đấy nhưng mà trước kia thì có thể là về ngành học chung chung về chỉ là học phí yêu cầu ielts yêu cầu visa uh, quy trình admission của trường thôi nhưng mà anh đánh giá bây giờ cái vai trò của người tư vấn thì giống như là một người đồng hành phải câu lạc với nhau để thiên hơn về hướng xây dựng giải pháp uh, tức là sẽ tìm hiểu kỹ hơn là thực chất là ưu tiên của sinh viên là gì yêu cầu của bạn là gì kế hoạch tương lai của bạn là gì và chúng ta cùng nhau đi vào cái giải pháp đấy xây dựng một cái lộ trình nó toàn diện hơn đó thì 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 lúc đấy hãy coi là chúng ta không phải là xuất phát điểm đều là những người biết tất cả các thứ để mà gọi là đưa ra một cái một một cái gói thông tin ngay lập tức mà mà cùng tìm tòi với nhau cùng làm rõ nhu cầu của nhau và đưa ra giải pháp thì anh nghĩ đấy có hai hướng đấy là ví dụ tự các bạn research ban đầu thì cũng có một cái hướng như thế và nếu mà chúng ta ngồi làm việc với nhau thì thì chúng ta sẽ thiên về giải pháp hơn vâng thực ra em theo em được biết là thậm chí là cái câu chuyện giải pháp này là là cái thứ mà rất nhiều các bạn khi mà còn rất là nhỏ mà gia đình có điều kiện một tí thì thông thường là còn có giải pháp để xây dựng nguyên một cái lộ trình tương lai, ừ. tự như là cấp cấp 2 thì đi học ở đâu như thế nào, làm hồ sơ xây dựng hồ sơ như thế nào để đến cấp 3 ra sao rồi đại học ra sao, ừ. uhm, nó cũng là một một dạng dịch vụ mà em thấy cũng đang nở rộ trong cái thời gian gần đây, đặc biệt khi mà cái khả năng tài chính của của gọi là của người Việt Nam cũng ừ. cũng tốt hơn và các cái lựa chọn, các cái mong muốn nó cũng đa dạng hơn, thế thì trong cái bối cảnh thế thì em em đây là quan điểm của em. Em nhận thấy là ừ. khi mà mình làm những cái mình xây dựng những lộ trình như vậy, tức là mình đưa ra một cái giải pháp để mình giải quyết những cái bài toán như thế. Đương nhiên là nó sẽ có những cái lợi thế, rất nhiều lợi thế. Nhưng mà ở chứa ngược lại thì đối với các bạn học sinh chẳng hạn thì chưa chắc các bạn ấy đã hợp tác hoặc là các bạn ấy chưa chắc đã hiểu được cái cái cái, cái hành trình sâu xa lâu dài ừ. nó nó sẽ hướng đến những cái gì hoặc là nếu mình nghĩ rộng ra thì cái việc mà định hướng và uốn nắn như thế ừ. chưa chắc đã giúp bạn ấy tìm ra được cái con đường mà bạn ấy thực sự thích được mà nhiều khi nó là con đường mà bố mẹ bạn ấy thích thôi ừ. thì quan điểm của anh về cái cái điều này nó như nào quan điểm của anh nhá thì đương nhiên mặt tốt của nó là lên kế hoạch thì đương nhiên càng sớm càng tốt vâng. và và bởi vì là cái cách xét duyệt vào các trường đại học ở một số nước nhất là mỹ chẳng hạn và nhất là nếu mà nó liên quan đến học bổng ấy thì họ có những cái matrix những cái bộ lọc những cái bộ tiêu chí nó rất là rõ ràng vâng. và các bạn học sinh thì vẫn buộc phải theo những cái bộ tiêu chí đấy nếu mà các bạn kỳ vọng là vào được trường uh, thứ hạng cao và có học bổng tốt tuy nhiên nếu mà nói đại trà hơn nếu mà là anh đi thì khi mà nói chuyện với các bạn nhỏ ấy thì anh sẽ nói chuyện khác với các bạn lớn và vâng. sẽ khác càng khác hơn nữa đối với những anh chị đã ra trường đi làm độc lập tự chủ về tài chính thì nó sẽ càng khác nữa khi mà anh hỏi các bạn nhỏ thì anh sẽ không hỏi theo một cái kiểu là ở mong muốn nghề nghiệp của em career plan của em như thế nào thế kia mặc dù bây giờ có không ít bạn nhỏ gây cho mình rất là nhiều sự ngạc nhiên các bạn ấy chi tiết và các bạn ấy rõ ràng và các bạn ấy biết nhiều một cách đáng ngạc nhiên luôn vâng. nhưng mà dù sao là các bạn nhỏ thì anh vẫn hỏi là vậy em thích cái gì khi đi học em học môn này môn kia em thích cái gì và em thích nó vì sao và những cái hoạt động ngoại khóa nếu mà em được tiếp xúc trong trường thì em thích hoạt động nào và tại sao em lại thích nó thì đương nhiên là qua một số kinh nghiệm cá nhân cũng như là cũng phải tích lũy thêm hiểu biết về các bạn nhỏ về hoặc là về ngành nghề qua việc là nói chuyện với các anh chị làm nhân sự hay các anh chị làm trong ngành hoặc là các anh chị mà tiếp xúc nhiều với học sinh á, thì mình cũng giúp mình có được một cái cảm nhận một cái sense là khi mà các bạn trả lời như thế thì tức là mình nên đưa ra cái giải pháp tiếp theo như thế nào còn không ai mà gọi là có thể hoàn toàn đảm bảo được cái lộ trình rất là dài đến uh, 9-10 năm từ cấp 2 cho lên đến đại học xong rồi là đảm bảo được 100% cái sự thành công đầu ra ở sau đại học bởi vì khi các bạn ấy sang nước ngoài học qua từng bậc học uh, kết thêm bạn bè, tiếp xúc môi trường văn hóa và chính bản thân cái quốc gia để nó thay đổi về môi trường xây dựng chương trình hay môi trường làm việc nữa thì nó còn đưa ra nhiều cái sự thay đổi cho các bạn lắm. Nên là là anh nghĩ là ở mỗi lứa tuổi lứa tuổi thì mình nên có những cái bộ lọc cho cái thời điểm đấy để để đưa ra cái lộ trình tốt nhất và an toàn nhất cho cái thời điểm đấy đã. Vâng. Và nói chung nó vẫn nên trọng tâm vào câu chuyện là mình thực sự mong muốn gì ừ. và tìm được cái câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ là bước đầu tiên để mình có thể xây dựng một cái lộ trình mà nó phù hợp và nó cũng sẽ đem lại những hiệu quả cao nhất ừ. theo em hiểu là như vậy đúng rồi à, tại sao lại hỏi các bạn nhỏ là các bạn ấy thích gì và vì sao tức là mình có cả cái bề mặt và có cả cái nguyên nhân của cái đó nữa thì mình đưa ra lời khuyên thôi à, chứ mình cũng không thể áp dụng công thức của người lớn vào được vâng. Vậy đúng như Việt Anh nói là đôi khi Mình đang đưa các bạn ấy vào một cái lộ trình Mà biết đâu đấy là bố mẹ các bạn ấy thích chứ không phải các bạn ý vâng. Và quan trọng với các bạn nhỏ Là các bạn ấy rèn luyện được một cái khả năng uh, Thẩm thấu Khả năng học tập và khả năng phát triển Với một cái thái độ đúng đắn thôi Chứ cũng không thể nào mà Mình cũng là người lớn, mình cũng gáp với các bạn ấy mà Mình cũng đâu thể nào mà Cùng với bố mẹ các bạn ấy đưa ra một cái Cái, cái lộ trình chính xác 100% Cho bản thân các bạn ấy đâu Vâng. Ừ. em thấy là rất nhiều người tư duy, Mà thực ra em nghĩ cái tư duy đấy cũng rất là hợp lý. Ừ. Mình, tư duy về câu chuyện là du học thì nó cũng giống như một khoản đầu tư, mình đầu tư ở đây là thời gian, công sức, ừ. tiền bạc, mà trong nhiều gia đình chẳng hạn nó cũng làm khoản đầu tư lớn. Ừ. Với cái trường hợp của em ngày xưa chẳng hạn, thì kinh tế gia đình cũng không phải là khá giả ừ. gì, nó cũng bình thường thì cái việc mà mình cho mình đi du học nó cũng là một khoản đầu tư và rất may là khoản đầu tư đến bây giờ thì bố mẹ cũng cảm thấy là nó có có lời ừ. kiểu vậy <laughs> nhưng mà nó là một khoản đầu tư mà chắc là mình cũng phải cân cân đo đong đếm rất là kỹ ừ. và trong khi mình nói với câu chuyện đầu tư thì nó luôn luôn là làm thế nào để tối ưu được cái khoản đầu tư đấy tốt nhất có thể ừ. làm nào để mình không bị lãng phí ừ. làm thế nào để mình có thể gọi là sinh lời được tốt nhất đi vậy thì từ góc nhìn của anh là một người mà đã có rất nhiều trải nghiệm kể cả câu chuyện là tự mình cũng là đã, đã từng là một khoản đầu tư cho đến việc mà mình tư vấn và mình làm việc với rất nhiều bạn với rất nhiều khoản đầu tư với các size khác nhau, các cái lựa chọn, các cái package nó khác hẳn nhau luôn. Thế thì theo anh là cái tư duy nào là tư duy nên có để mình có thể tối ưu hóa nhất ừ. cái khoản đầu tư của mình? Tức là giống như anh nói nãy là tăng được cao nhất cái xác suất mà mình mình sẽ thành công hoặc là những okay. tư duy là một và thứ hai là những sự chuẩn bị gì mình nên có trước khi mà mình ừ. có cái bước thực sự là ví dụ bước ra thế giới đi ra nước ngoài. Anh nghĩ là có quan điểm về ROI, về return on invest, hiệu Bà. quả đầu tư ngay cả với chuyện giáo dục này thì không sai, nó rất là đúng. Bà. Nhưng cái cách tiếp cận là như thế nào? Tức là ở đây khi nhất là với những bạn nhỏ, ấy khi bố mẹ cùng với con cái lên một cái kế hoạch để tạo ra một cái ROI thật là tốt, Bà. thì hãy mang tính chất là đồng hành, gợi mở hơn là đặt quá nhiều áp lực vào con cái là ở ờ, bố mẹ cho con đi học đấy nhá về sau về cố mà ít nhất là có mức lương từng này để cho bố mẹ không bị lỗ <laughs> em nghĩ cái đấy nó cũng hơi ừ. cũ nhỉ tức là cái tư duy đấy cũng cũ. cái nó vẫn bây hơi cũ nhưng mà... mà bây giờ vẫn còn tồn tại vẫn rất còn là nhiều... đúng không ạ ừ. phổ biến luôn phổ biến luôn anh ừ. ừ. em em nghĩ là bây giờ xã hội thay đổi rồi là cũng phải ừ. khác rồi đấy nó, nó vẫn rất là phổ biến nhưng uh, thế thì hãy cùng lựa chọn với con cái một cách tiếp cận và một công thức như thế này tức là thứ nhất là hãy xem là các bạn ấy có thể sẽ thực sự là cảm thấy đam mê nhiệt huyết với cái lĩnh vực nào để khi mà học các bạn ấy cảm thấy là các bạn ấy bỏ công bỏ sức các bạn ấy sẽ trở thành người có thể chăm chỉ khi mà các bạn ấy hứng thú với nó thì ừ. là một yếu tố để lựa chọn tất nhiên là khi phụ huynh cùng các bạn nhìn vào cái xu hướng thị trường làm việc cái nhu cầu của quốc gia điểm đến hay nhu cầu của việt nam nó không sai nhưng hãy coi nó là một yếu tố đóng góp vào cái sự cân nhắc thôi chứ không phải là tám chín mươi không nên cái kiểu là thấy là à business analytic toàn cầu đang lên cao lắm nên là hãy học bằng được ngành đấy đi nhưng mà nếu mà bạn ấy mà không phải là một người thoải mái với con số không phải là một người thoải mái với công cụ thống kê không phải là một người thoải mái với việc là ngồi một chỗ trước một cái màn hình máy tính và làm các cái mô hình dự đoán thì làm sao các bạn ấy có thể trở thành một business analyst giỏi được để mà cạnh tranh với những bạn vừa cũng đi theo xu hướng thị trường nhưng lại vừa giỏi toán vừa vừa tốt về con số thì rõ ràng là là mình cũng không thể ép con cá trèo cây ở đây được đúng không? Vâng. À, cái nữa là trong các trường đại học ấy, luôn luôn có những cái bộ phận thứ nhất là chưa nói đến bộ phận nói đến website của họ đã cái chương trình học rất là rõ ràng ở mỗi chương trình học thì luôn luôn ghi rất rõ về career prospects tức là cái tiềm năng nghề nghiệp của ngành đấy sau khi tốt nghiệp cái ngành đấy sau khi học những cái đấy nó sẽ là những cái gì có những cái vai trò nào role nào vị trí nào mà các bạn có thể làm và mức lương sàn cho đến lộ trình sau khoảng 5 năm 6 năm sau khi tốt nghiệp của cái ngành nghề đấy ở quốc gia đấy thông qua từng vị trí thì nó sẽ là một cái lộ trình như thế nào để đưa ra một cái dự đoán thôi và hãy làm sao mà tối ưu nhất nó có thể và cộng với sự chăm chỉ và sự nỗ lực của bản thân bạn học sinh sinh viên nữa thì nó sẽ nâng cao cái xác suất thành công nhưng hãy thể hiện sự đồng hành một cách có khoa học một cách cẩn thận chi tiết cũng được tham gia cùng con cái research cũng được nhưng phải xem là ai sẽ là người quyết định cuối cùng con cái sẽ là người quyết định cuối cùng về việc là bạn ấy sẽ có thái độ học tập như thế nào bạn ấy sẽ nỗ lực như thế nào bố mẹ sẽ có là người quyết định về mặt ngân quỹ đúng không đó còn đầu ra thì thôi hãy nghĩ về một cái tích cực nhất có thể ở một cái xác suất cao nhất nhưng hãy đừng đưa ra một cái chỉ tiêu duy nhất là không cần biết con học có vui không có hạnh phúc không có đủ để tạo ra một cái sự nỗ lực tự thân, một cái một cái, cái cái động lực tự thân hay không mà chỉ quan tâm đến chuyện là làm được bao nhiêu lương sau khi ra trường và sau bao nhiêu năm thì đấy hòa vốn. Nếu mà mình chỉ nhìn vào cái đầu ra đấy thôi mà bỏ qua tất cả những cái yếu tố trong cả cái hành trình đấy thì rất dễ tạo cho con cái một cái áp lực và dễ lựa chọn sai. Cá nhân em thì em nghĩ là cái đấy nó vô hình chung nó tạo ra cái cái áp lực và bản chất là cái áp lực để khiến cho những bạn trẻ mà được gọi là tạm được gọi là được bố mẹ đầu tư ừ. đi bố mẹ có thể nói rằng là à, đầu tư cho bao nhiêu tiền bạc công sức các thứ thì nó lại thành một cái gánh nặng và cái gánh nặng đấy khiến cho các bạn ấy làm gì cũng 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 không không thể tức là không thể thoát ra được ừ. thì được. em cũng hy vọng là ví dụ như này, cái podcast này có các bạn nào mà trẻ thì các bạn cũng hãy gọi là mạnh dạn trao đổi với bố mẹ để mọi người có một cái nhìn nó cởi mở hơn hoặc là nếu mà câu chuyện ở đây là hoặc là thậm chí em nghĩ là trong cái audience của podcast này chắc chắn sẽ có những bạn mà đã làm cha mẹ hoặc là đang làm cha mẹ hoặc là thậm chí là những người lớn tuổi hơn thì chắc là đây cũng sẽ là một cái tư duy để cho mọi người nhẹ nhàng hơn về câu chuyện du học hay nhẹ nhàng hơn về câu chuyện giáo dục nói chung vì đôi khi em vẫn cảm giác rằng là nếu mà đây là một cái áp lực thì nó không cần thiết lắm với cá nhân em ừ, Thì vì sao Việt Nam cũng vẫn là văn hóa đông vâng. rất coi trọng chuyện giáo dục nhưng mà cũng rất là đặt nhiều áp lực vào đấy vâng ừ, từ thủa nhỏ trở đi từ chuyện điểm số đến chuyện thành tích đến chuyện là đấy câu chuyện mình vừa nói là uh, ROI return on investment khi mà đi du học thì anh nghĩ là thôi cả hai phía hãy vâng. tìm về một điểm ở giữa vâng hoặc là có thể là bạn đã tự chủ về tài chính rồi thì bạn vẫn nên tìm cho mình bản thân mình một cái điểm ở giữa tức là cũng không nên mơ hồ quá cảm tính quá vâng đúng rồi em nghĩ đấy cũng là một ừ. vấn đề nhưng mà cũng không nên đặt chỉ tiêu quá là cuối cùng là bao giờ thì phải hòa vốn đấy mình nên tìm một điểm ở giữa để để thứ nhất là đi học hành nó không áp lực nhưng mà nó không nên bị mơ hồ quá bởi vì bách lại like câu chuyện là là nếu mà bây giờ anh bảo là các bạn đừng áp lực quá thì nó lại mâu thuẫn với cái việc anh nói trước kia là các bạn ấy cũng phải ngày càng kỹ càng và một cách có chiến lược hơn trong cách là chọn ngành nghề để đi học và và lộ trình chuẩn bị vâng đúng rồi. em nghĩ em nghĩ là đấy là cái um, câu chuyện cân bằng thôi ừ. Tại vì thực ra ở chiều ngược lại thì nếu mà ví dụ mình tự mình em cũng gặp rất nhiều trường hợp rồi các bạn nhiều khi các bạn trẻ thì các bạn cũng chưa tìm hiểu kỹ càng bố mẹ thì lại quá là dễ dãi hoặc là tin tưởng <laughs> nên là đôi khi nhiều khi lại cho các bạn học nhưng mà đến khi mà học rồi thì mới phát hiện ra là thực ra nó không không màu hồng như mình tưởng tượng Rồi cũng phải bỏ về hoặc là cuối cùng cũng không thể là hoàn thiện hoàn hoàn thành nốt được thì nó cũng bị lỡ dở tất nhiên là lỡ dở ở đây thì đến cuối cùng thì cuộc cuộc sống thì mình cũng làm sao để mình có một cái cuộc sống cuộc đời nó hạnh phúc thôi chứ nó không phải là câu chuyện là tôi có cái bằng này hoặc là tôi có có cái, cái điểm số cao kia nhưng mà đến cuối cùng thì em thấy là dù sao thì giá như mà gọi là có một cái nhìn nhận nó đúng đúng đắn hơn đầy đủ hơn và bố mẹ của con cái cùng đồng hành với nhau để tìm ra một cái mẫu số chung như anh nói thì chắc là cái hành trình nó cũng sẽ sẽ được smooth hơn, nó gọi là mượt mà hơn và trơn tru hơn thì như thế nó cũng giúp mình có những cái bước gọi là chạy đà tốt hơn để sau này đến cuối cùng thì vẫn là câu chuyện vào đời và với cả là mình vẫn phải có cái back back up một cái suy nghĩ là cũng có thể có những cái trường hợp không như ý nó xảy ra. Vâng đúng, bởi đúng rồi. Bởi vì là khi các bạn sang đất khách đất khách quê người nói theo cái ngôn ngữ trước kia là thế đi thì sẽ có những cái ảnh hưởng tâm lý nhất định. Vâng. Đấy là lý do vì sao nhưng mà cũng nên yên tâm bởi vì là các bạn nên biết là ở những trường đại học ở nước ngoài thì sẽ có những cái khu vực dành riêng cho các bạn để tái tạo năng lượng cũng như Đúng là nguồn động lực cũng như là giải quyết những vấn đề tâm lý có cả tư vấn tâm lý học đường có cả những cái khu vực mà giống như là, là để các bạn nói theo ngôn ngữ trend bây giờ kiểu healing nhưng mà đừng nghĩ nó theo kiểu healing toxic đấy Đúng mà là ở đây ví dụ các bạn đến trò chuyện với nhau trò chuyện với chuyên gia tâm lý làm những cái bài tập để mình thư giãn đó cũng là một cách ví dụ gần đây anh sang Flinders University được một anh bạn người Việt đang làm trong trường và anh đấy học một cái ngành rất hay đấy là Wellbeing in Education tức là anh ấy sẽ học cái ngành là làm sao để giúp các bạn ấy phát triển bản thân trong suốt quá trình học Personal Development song song với cái việc Professional Development mà và trong ngành ấy, anh ấy học anh ấy có học cả môn psychology nữa mà in education thì anh ấy dẫn anh đi một cái khu vực mà có những gọi là oasis oasis ờ, thì trong cái oasis đấy của flinders university đó là có những cái căn phòng để các bạn ấy oasis là ốc đảo đúng không? Ừ, ừ. các bạn ấy sẽ làm những cái bài tập quiz trong một cái quyển hoặc là tô màu cho nó thư giãn à. ờ, hoặc là có những cái căn cái cái khu vực để trao đổi nhóm hoặc là có những cái phòng mà nó hơi gen style một tí để các bạn ấy có thể đọc sách các bạn ấy vẽ tranh vân vân và có những cái hoạt động nhóm như kiểu là nấu ăn rồi là à, nghe về nghệ thuật đó thì đấy là một trong những cái anh thấy rất là hay là các các trường đại học cũng sẽ có những cái bổ trợ cho hỗ trợ cho sinh viên quốc tế như thế để lường trước thì cái vấn đề là à có thể các bạn ấy sẽ nhớ nhà, các bạn ấy sẽ không theo kịp chương trình học, các bạn ấy gặp rào cản ngôn ngữ gây ra sự mất bình tĩnh, làm giảm cái sự nhiệt huyết của các bạn ấy, hoặc là chỉ đơn giản là tại vì bên nước ngoài mà thời tiết thì mình cũng đâu biết có thể có những cái gloomy season đúng không? Vâng. Nó rất là gây, gây nhiều cái tâm lý tiêu cực cho sinh viên nên là có những cái bộ phận như thế nên là mình cũng phải lường trước là chuyện du học nó có thể có nhiều cái nó đến từ nội tại ngay từ tâm lý là câu chuyện bố mẹ hay là bản thân các bạn cũng không thể lường trước được cho đến khi đặt chân sang đấy à. ừ. hoặc là cũng có thể xảy ra trường hợp ví dụ như là xem mu cũng <laughs> <laughs> cũng có thể khá là ảnh hưởng cả, cả anh vẫn cảm tuần đang cũng. vui vẻ cho đến cái buổi tối thứ bảy đấy đúng không <cười> <cười> anh em mình đều là fan mu nên là em nghĩ là chúng ta rất là chia sẻ ừ. câu ừ. chuyện này nhưng mà nhắc đến cái câu chuyện là đúng là những cái yếu tố tâm lý khi mà đi du học thì ừ. thực sự nó là những cái mà mọi người cũng nên lường trước ừ. bởi vì uh, chẳng hạn như cái case của em mà uh, ngày xưa đi học ở phần lan đó là gần như một nửa năm là nó không có ánh sáng không có ánh ừ. nắng mặt trời mấy cũng có nhưng mà rất là ít ba bốn hai ba bốn giờ chiều là bắt đầu tối rồi ừ. thì uh, nó cũng hơi buồn và trầm cảm các thứ cũng khá là nhiều và nhiều khi là gọi là rất nhiều người là phải uống bổ sung vitamin ừ. bởi vì không có vitamin không có vitamin d do ừ. là ánh, ánh nắng nó không không không, không đủ ừ thế thì uh, đấy cũng là một cái đặc biệt là trong bối cảnh ví dụ mình nói thế chứ mình sống ở một vùng đất uh, xa lạ này cuộc sống mọi thứ nó khác biệt này rồi chưa chắc đã có những cái mối quan hệ bạn bè thân quen như kiểu khi mà ở việt nam hoặc là cũng không thể hàng quán gọi là đi tâm sự hàng quán các thứ này nọ như kiểu ở việt nam chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ là những vấn đề mà mà mình nên có những cái lường trước và mình cũng nên để cho bản thân có một cái cái khoảng để mình luôn luôn backup mình dự phòng dự trù cho những cái trường hợp xấu à, em nghĩ là đấy là một cái lời khuyên mà chắc chắn là nếu mà có ai đó mà đang xem podcast này các bạn mà có mong muốn nhu cầu du học thì các bạn cũng nên lưu tâm bởi vì em thì không bị mấy đâu tại vì em chắc là do cũng trộm vía may mắn à, nhưng mà em cũng đã chứng kiến rất nhiều bạn bè cũng có gặp những vấn đề tâm lý hoặc là gặp những cái ngoài tâm lý những cái vấn đề về đời sống cũng có luôn tức là nhiều khi các bạn rất là mạnh mẽ khỏe tức là tinh thần rất là ổn định bình thường nhưng mà nó cũng biến cố xảy ra trong quá trình đi du học như vậy mà biến cố mà mình không thể lường trước được thế thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng không nhỏ và có những bạn thì vượt qua được uh, trở nên rất là mạnh mẽ nhưng mà có những mặc dù là vật vã cả một khoảng thời gian rất dài nhưng ngược lại có các bạn thì cũng rất là khó và không vượt qua được đến cuối cùng thì cũng phải đưa ra cái lựa chọn khó khăn là à. là thôi, ví dụ như lại quay về Việt Nam rồi à. phải đi chữa, chữa trị à. rồi rồi tìm các cái phương án khác. À. đó thì em nghĩ là đấy một lời khuyên hữu ích mà chắc chắn là các bạn nên lắng nghe. Anh nghĩ là cái đấy thì nghe thì thì cũng không để phải là để các bạn học sinh sinh viên hay là các bậc cha mẹ ở đây nghe mà cảm thấy lo sợ. cái đấy mình đặt ra ở đây để mình xác định được một loại cái tâm lý là cái con đường du học nó có thể xảy ra rất là nhiều thứ mà không thể quản trị ngay từ đầu được vâng, mà chính rồi. vì mình không quản trị được hết ngay từ đầu nên là bớt áp lực lên bản thân và hoặc là lẫn nhau một chút vâng. và nếu mà trường hợp đấy nó xảy ra ấy, thì hãy coi nó như là một cái biến số nhưng mà nếu mà cái biến số đấy nó cũng không đến mức mà không có ai hỗ trợ hoặc là không có ai để ý các trường học người ta có set up ra những bộ phận để hỗ trợ vấn đề đấy những không gian để hỗ trợ vấn đề đấy và những lộ trình để hỗ trợ vấn đề đấy nên là để chúng ta có thể yên tâm đôi chút là đó nếu mà chúng ta có kế hoạch và chúng ta nhìn vào tất cả những cái mà được cung cấp cho chúng ta thì chúng ta đưa nó vào kế hoạch để thì nó sẽ yên tâm hơn vâng ừ. anh thì đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với rất nhiều bạn gọi là hỗ trợ các bạn ở việt nam để đi sang nước ngoài du học và anh cũng có rất nhiều trải nghiệm trong câu chuyện là học tập với các bạn nước ngoài hoặc ừ. là cũng cũng gọi là thực sự là làm việc cùng với các bạn nước ngoài luôn thì anh có nhận thấy là giữa các bạn Việt Nam bây giờ với các bạn đó thì có cái tranh lệch nào về về kỹ năng để giúp các bạn có thể ừ. học tập cũng như là phát triển tốt trong cái sự nghiệp sau này được không? Câu hỏi rất là hay bởi vì nó là một trong những cái điểm rất là quan trọng của một bạn khi trở thành du học sinh. Vâng, à, anh muốn nói đến cái gap, cái gọi là khoảng cách hay lỗ hổng ở hai yếu tố. Một là ở mặt đời sống, cái thứ hai là ở mặt học tập và làm việc ừ. à, về mặt đời sống thì sao anh nghĩ cái Gap lớn nhất ở đây là cái khả năng thích nghi và cái gọi là độ nhạy văn hóa ừ. Ừ. khả năng thích nghi ở đây là sao các bạn đừng nghĩ nó là một cái gì đấy quá to tát hãy nghĩ về một ngày bình thường ở bên nước ngoài ở việt nam các bạn quen với việc là thức ăn ship tận cửa đúng không ừ. cần cái gì xe ôm 2 tiếng là có hay là các bạn có thể hứng lên là nhảy lên xe máy Đi đến một quán cà phê, một khu chợ hay là một dạp chiếu phim rất thông thường Nhưng ngay từ những cái rất là cơ bản đời sống như thế Là việc đi lại hàng ngày như thế nào Đi chợ, đi siêu thị như thế nào Khi bạn trở thành một du học sinh bạn phải có kế hoạch Tức là bởi vì bên đấy các bạn các bạn ở Mỹ thì không nói các bạn có xe hơi À, nhưng các bạn ở những nước ví dụ như là sang đức sang anh sang úc chẳng hạn thì các bạn sử dụng phương tiện công cộng rất là nhiều thì như vậy là khi bước chân ra đường đi đến nhà bạn bè chơi hoặc là đi đến trường học hoặc là đi đến siêu thị các bạn đã phải lên một cái lộ trình nhất là các bạn ví dụ bây giờ nói là các bạn ở london đi sử dụng bass tàu điện ngầm kết nối với nhau đúng không, zone này sang zone kia thì các bạn phải lên một cái kế hoạch là mấy giờ mình sẽ phải ra khỏi nhà và mấy giờ mình sẽ quay trở lại trong cái quá trình cả ngày đấy mình sẽ đi đến những cái điểm nào mình phải lên kế hoạch là mình sử dụng phương tiện nào mấy giờ, chi phí bao nhiêu sử dụng cái giảm giá sinh viên cái real card như thế nào nó cũng đã là một loại kế hoạch rồi à, hoặc là bạn ở một mình hay bạn ở theo nhóm bạn thì bạn sẽ một tuần bạn sẽ lên kế hoạch đi siêu thị như thế nào mấy buổi một buổi như thế bạn sẽ phải mua những cái loại thực phẩm gì dự trữ cho bao nhiêu ngày mỗi ngày bạn lên kế hoạch gọi là consume dung cái thực phẩm đấy như thế nào với giá bao nhiêu cho nó phù hợp rồi là ngay cả chuyện là ở Việt Nam mình hứng lên là mình ra đường ăn street food đúng không <laughs> hay đi ăn hàng đi quán nhưng với ngân quỹ của một du học sinh thì bạn phải có một cái kế hoạch thậm chí cho tháng đấy là mình sẽ tự nấu ăn như thế nào cho nó ở trong cái ngân quỹ 100 bấy nhiêu bảng Anh đó Rồi bạn tự cho phép mình là có một cái kế hoạch là ăn ngoài như thế nào trong ngân quỹ bao nhiêu cũng là một loại kế hoạch Thì cái này anh nghĩ là là có nhiều bạn thì rất là đã làm rất là tốt ngay cả khi ở Việt Nam rồi nhưng mà với còn khá là nhiều bạn thì anh nghĩ là vẫn có một cái skill cap một cái lỗ hỏng hỏng kỹ năng ở chuyện lên kế hoạch đấy cái thứ hai là cái câu chuyện là là độ nhạy và thích nghi văn hóa ra đường chào hỏi như thế nào, à, đi đến một nơi vào một cái dạp hát xem một cái nhạc kịch như thế nào, hay là kết bạn như thế nào, tham gia lấy nước anh là một ví dụ đi tham tham gia trà chiều thì vào mấy giờ ở đâu đúng không? hoặc có một cái ví dụ rất là tiêu biểu anh muốn nói là ngay cả ở nước ngoài ngay cả cái sự là đề nghị giúp đỡ, offer một cái sự giúp đỡ nhất là đến đối tượng người già thì không phải lúc nào bạn offer nhiệt tình cũng là một cái tốt và người ta cũng welcome. Nó rất là khác với ở Việt Nam. Vâng. Cái chuyện là bạn gặp một bà cụ gặp khó khăn trong chuyện bê đồ hay là qua đường ở nước ngoài mà bạn xông lại giúp đỡ một cách vô tư chưa chắc là người ta đã welcome câu chuyện đấy. Nó cũng là một cái sự thích nghi văn hóa khác mà mình phải rất là để ý. Mỗi quốc gia lại có một cái như thế, đấy là về việc đời sống ha, ở hai mặt lên kế hoạch và thích nghi văn hóa. Vâng. Rồi, trong câu chuyện học thì khi các bạn chuyển tiếp từ môi trường học tập ở Việt Nam sang môi trường học tập nước ngoài thì các bạn sẽ gặp ngay một cái gap nó rất là lớn là ở nước ngoài các bạn sẽ lên lớp rất là ít các bạn tự học rất là nhiều thì cái khả năng tự ra học tập tự lên kế hoạch học tập cũng như là tận dụng các cái nguồn lực như là các cái video ghi sẵn các cái nguồn thư viện offline online cách tận dụng những giờ seminar với lecturer như thế nào một cách hiệu quả cách chuẩn bị trước cho một cái bài giảng nhanh ghi chép làm sao cho nó hiệu quả hay là cách teamwork các bạn việt nam bây giờ anh nghĩ là ngay trong nước cũng đã cải thiện rất là nhiều khả năng teamwork rồi nhưng mà anh nói thật là một sự thật nó hơi no offense nhưng nó hơi vẫn hơi gọi là nhức nhối đấy là nếu mà sang việt nam các bạn cứ để ý mà xem nếu mà các bạn làm việc nhóm trong một nhóm toàn việt nam thì các bạn sẽ như thế nào và các bạn làm việc nhóm với nhiều quốc tịch khác nhau nó sẽ như thế nào và để bản thân Chứng tỏ được nhiều hơn mạnh dạn hơn về ngôn ngữ và có thể điểm số cao hơn và có thể trở thành một người tự tin trước đám đông và tự tin đi xin việc hơn thì ngay từ trong cái quãng teamwork hay thuyết trình đấy bạn có sẵn sàng trở thành một người lít nhóm hay không bạn có sẵn sàng trở thành một người thuyết trình thay cho nhóm hay không nó cũng là một cái lỗ hổng kỹ năng rồi cái nữa là đi xin việc thì mỗi cái quốc gia họ sẽ có công cụ nhìn nhận hay là cái góc nhìn nhìn nhận cái CV khác nhau hay là những cái vòng tuyển dụng khác nhau, cái cách thức tuyển dụng khác nhau đấy cũng là một cái. Nó cũng không hẳn là gọi là các bạn thiếu sót đâu nhưng mà vì mỗi quốc gia nó có cái nhìn khác nhau nên là các bạn sẽ phải để ý thôi. Thời gian nào thì các bạn bắt đầu nên đi tìm việc, các bạn thời gian nào các bạn nên gửi đi đi gửi CV. Gửi CV xong thì các bạn thay vì chỉ chờ đợi phỏng vấn chay thôi thì các bạn nên chuẩn bị bài thuyết trình như thế nào để tăng cao cái cơ hội thành công nó cũng là một kiểu. Hoặc là cái CV của các bạn có thể ở Việt Nam là một cái CV rất là mạnh gửi đâu chung đấy, ít nhất là qua vòng gửi xe. Nhưng có thể là ở bên đấy mà các bạn không nhìn nhận lại con mắt tuyển dụng hay là cái cách scan CV ở bên đấy thì có khi các bạn gửi 100 cái mà chỉ có hai lời phản hồi và lúc đấy thì có thể các bạn sẽ sốc nếu mà các bạn không có sự chuẩn bị thì đấy là một cái gáp nữa anh nghĩ là nên nên chuẩn bị. vâng ừ. em nghĩ đấy em câu ừ. trả lời rất là hay. có lẽ là cái podcast này thì anh em mình đã nói chuyện ừ. cũng tương đối dài rồi và cũng đi qua rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau từ câu chuyện du học mang tính cá nhân ừ. cho đến những cái yếu tố rộng hơn của ừ. cái việc uh, chuẩn bị này du học này hoặc là thực sự là trải nghiệm hoặc là học tập ở ở nước ngoài em rất là cảm ơn anh Vân vì đã dành thời gian ngày hôm nay để đến chia sẻ với cá nhân em cũng như là khán thính giả của người trong môn nghề cái cái topic mà em tin là đầu năm đặc biệt là cái giai đoạn đầu năm này giai đoạn mà rất nhiều bạn là cũng bắt đầu dục dịch giai đoạn kiếm... nhìn lại năm cũ với cả lên đúng rồi lên kế tìm, hoạch năm mới mà tìm kiếm okay. các cái cơ hội ừ. hoặc là các cái định hướng mới em hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì sẽ có những cái dịp khác mình lại có thể trao đổi và trao, trò chuyện những cái chủ đề khác sâu hơn có thể là trong một số podcast này hoặc là đôi khi là trong các cái event hay là ừ. webinar gì đó ừ. nhưng mà trước khi mà mình kết thúc cái số podcast này thì em muốn đặt một câu hỏi cuối cùng dành cho anh là anh có một cái lời khuyên nào đấy mà dành cho các bạn khán thính giả thường là các bạn trẻ trong độ tuổi 18 đến 25 ừ. mà đang theo dõi cái số podcast người trong ngôn nghề của mình ngày hôm nay không ạ à, nếu mà gọi là lời khuyên mới thì nó cũng không có có lẽ nó sẽ là lời khuyên để quay lại tổng hợp lại một số cái, tóm tắt lại một số cái mà mà Việt Anh cùng với anh cũng đã trò chuyện. Vâng, trong suốt giờ đồng hồ vừa rồi. Đấy là dù là tự thân hay là với sự giúp đỡ thì các bạn hãy chuẩn bị một cái tâm thế là hiện nay thì mọi thứ nó đang thay đổi nhanh hơn nên là hãy có sự chuẩn bị. Và trong cái quá trình chuẩn bị đấy thì hãy biết tận dụng những cái nguồn lực có thể hỗ trợ cho các bạn. À, cùng với gia đình cùng với những sự hỗ trợ như là, là anh cũng có thể là trở thành một nguồn lực hỗ trợ cho các bạn à, và các kênh thông tin mở à, các cái hội nhóm mạng xã hội nhưng khi mà tổng hợp các cái nguồn thông tin đấy thì hãy có một cái bộ lọc cho bản thân xem là mình ưu tiên điều gì đó và cuối cùng là hãy cùng nhau dù là tự thân dù là với gia đình bạn bè hay là với những người như anh hãy cùng nhau ngồi xuống và chúng ta hãy uh, cùng nhau nhìn vào một cái bộ giải pháp keyword mà anh muốn đưa ra ở đây là lộ trình và giải pháp và kế hoạch Đó, vâng. thì đấy đấy là một cái góc nhìn cá nhân như vậy thì hy vọng nó cũng vừa là một lời khuyên nhưng mà cũng là một cái gợi ý về bộ lọc cho các bạn vâng. ừ. Ờ, em cảm ơn anh một lần nữa vì đã tham gia podcast người trong môn nghề và hy vọng được gặp anh trong một lần khác rồi anh cảm ơn việt anh và cảm ơn người trong môn nghề và cũng cảm ơn các bạn cũng đang ngồi xem nghe cái podcast này và hy vọng là chúng ta có nhiều cơ hội trao đổi hơn ở những cái điểm chạm khác như là việt anh có nói vâng rồi cảm ơn các bạn và chúc các bạn những ngày đầu năm hướng tới tết ta vui vẻ hạnh phúc và lên được một kế hoạch thật là tốt cho năm 2024. À. rồi chào các bạn. xin chào và hẹn gặp lại.